Rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Khỏe để sống vui, nơi mà chúng ta cùng gặp gỡ với rất nhiều các chuyên gia, các bác sĩ và cả những vị khách mời để cùng tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến sức khỏe đời sống. Thưa quý vị, trước đây thì chúng ta đã từng quá quen thuộc với chỉ số EQ rồi, chỉ số về thông minh. Bên cạnh đó thì chỉ số về trí tuệ cảm xúc, tức là EQ, cũng đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Và để cùng bàn luận về chương trình này, để nâng cao chỉ số EQ, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang, là Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Cộng đồng. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của chị Nguyễn Diệu Linh, là đại sứ cao quay y. Và tôi được biết là chị cũng đã có rất nhiều những cái hoạt động đóng góp về xã hội, về cộng đồng nữa. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên thì Vy Cường xin được hỏi là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang, có lẽ là EQ thì không còn xa lạ với nhiều người, nhưng mà EQ thì tôi nghĩ là một cái cụm từ còn khá là xa lạ. Trí tuệ cảm xúc là gì thưa bác sĩ? Thật ra thì tôi đã mong đợi cái chương trình này từ lâu rồi, bởi vì là ngay từ khi từ những năm 2000, khi người ta nói nhiều hơn, trên thế giới nói nhiều hơn, thì ở Việt Nam chúng tôi thấy là cũng vẫn chưa được đề cập đến nhiều. Hiểu một cách nôm na thì EQ thì mọi người biết rồi, nó là viết tắt của cái từ Emotion Quotient. Cơ bản của cái EQ đấy là nó nói đến cái sự thông minh về mặt cảm xúc, hay là người ta nói là trí tuệ cảm xúc. Trước đây người ta nghĩ rằng là thông minh về mặt trí tuệ là cái điều rất là cốt lõi, là quan trọng, tức là cái chỉ số EQ đấy. Sau này người ta mới nhận thấy là chỉ có 20% những người mà thành công, những người lãnh đạo có chỉ số EQ cao, trong đó có tới 80% những cái người thành công và những người lãnh đạo lại có chỉ số EQ cao. Và từ đấy người ta mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về vấn đề về EQ và tại sao nó quan trọng như thế. Rõ ràng là với những cái khái niệm mới như thế thì chắc chúng ta cũng cần phải phân biệt sự khác nhau giữa EQ và EQ, đúng không ạ bác sĩ? Thật ra rất là ngắn gọn thôi. EQ thì như chúng ta đã nói đúng không ạ? Nó là vấn đề liên quan đến vấn đề về trí thông minh, trí tuệ. Nó bao hàm có những cái vấn đề về mặt tiếp thu, về mặt ghi nhớ, về mặt gọi là logic, cái tư duy về mặt logic, rồi là giải quyết nhanh, phản xạ nhanh. Còn EQ thì nó là cái trí tuệ về mặt cảm xúc, thì nó sẽ liên quan nhiều hơn đến cái sự gọi là cái tính nhạy cảm, cái sự lạc quan, cái khả năng dẫn dắt. Những người có chỉ số EQ cao thì sẽ học rất là giỏi, điểm số rất là cao, làm các bài kiểm tra thì rất là cao. Trong khi đó những người có chỉ số EQ cao thì có thể nó không phải là câu chuyện học, nhưng lại là thực hành rất giỏi, ứng dụng trong cuộc sống rất giỏi. Như vậy nếu mà để nói cho nó dễ hiểu, EQ là một cái điều kiện cần của những người để học giỏi, nhưng EQ thì là những cái điều kiện liên quyết để giúp cho chúng ta thành công trong cuộc sống. Và chúng ta thấy có rất nhiều những cái người gọi là xuất chúng ở trên thế giới, kể cả Steve Jobs rồi Bill Gates, rất là nhiều những người khác, có thể là cái phần học của họ không phải thực sự là xuất sắc, nhưng cái phần thực hành của họ và ứng dụng của họ trong cuộc sống thì lại rất là rõ ràng. Vâng ạ, rõ ràng là EQ và EQ thì nó phải luôn tồn tại song song và song hành trong cuộc sống. Bác sĩ cho Vy Cường hỏi là liệu rằng hai cái chỉ số này nó phải tương đương với nhau, hay là nhiều người cho rằng là EQ, tức là về cái trí thông minh của chúng ta, nên cao hơn một chút, cái chỉ số cảm xúc nó hơi thấp một chút xíu, là EQ nó thấp một chút thì mình dễ thành công hơn, hay là cái phần nào nó cao hơn một chút là nó sẽ dễ thành công hơn bác sĩ? Thật ra thì hai cái này nó giống như một cái câu chuyện hỏi rằng thì là có ăn hay là không uống ấy ạ. Bởi vì cả hai cái đó nó đều cần trong một con người. Chỉ số EQ sẽ cần để khi bé chúng ta học những cái môn khoa học về mặt nền tảng. Rồi chỉ số EQ thì nó giúp cho chúng ta để có thể hòa nhập với thế giới bên ngoài, khi mà chúng ta phá cái vỏ bọc, cái vỏ quả trứng để chúng ta ra với bên ngoài. Trên thực tế không thể nói được điều gì quan trọng hơn, đặc biệt là nó liên quan đến nghề nghiệp nữa. Có những nghề nghiệp, ví dụ chẳng hạn những cái nhà nghiên cứu chẳng hạn, những cái kỹ sư, người ta rất là cần cái chỉ số EQ cao, bởi vì nó cần cái sự logic, nó cần cái sự chính xác, nó cần cái sự nghiên cứu ở trong một cái phạm vi nào đó. Còn những người như là những người nghệ sĩ, hay là những cái người gọi là những nhà phát minh, những nhà sáng chế, hoặc là những cái người gọi là quản lý, hay những người lãnh đạo, những người dẫn dắt, những người thủ lĩnh, người ta lại cần cái chỉ số EQ cao. Vì vậy cho nên cả hai chỉ số này đều quan trọng, đừng để cái nào nó bị điểm liệt. Tuy nhiên nếu nói về góc độ gọi là thành công trong cuộc sống, tức là tạo nên những sự thay đổi, bởi vì ở đây có bạn Linh là một bạn trẻ, và bản thân mình thì cũng rất là nhiều năm mình hoạt động về cộng đồng. Cho nên mình thấy rằng thì là để có những người để tạo ra sự thay đổi trong xã hội, để có thể dẫn dắt hoặc là thay đổi những cái nhận thức, thói quen của cộng đồng, thì chỉ số EQ rất là quan trọng. Dạ, sẵn đây thì chắc là mình cũng sẽ hỏi Diệu Linh một chút xíu. Rõ ràng là như là bác sĩ chia sẻ là những người mà có cái chỉ số EQ cao là những người sẽ có cái sức ảnh hưởng với những cái công việc ngoài xã hội, ngoài cộng đồng. Như Linh đây chẳng hạn, với cái cương vị đã từng nộp cái đại sứ cao quay y, với rất là nhiều những cái hoạt động liên quan đến tính xã hội cộng đồng, thì lúc đó bạn có tự đánh giá về cái EQ của mình hay không? Hay là bạn có
tự suy nghĩ là mình là một người có cái chỉ số EQ vượt trội, hay là mình đã thử mình đi đo cái EQ của mình như thế nào chưa? Bản thân mình thì mình đánh giá là mình ở chỉ số EQ cũng cho mình khá. Mình cũng đã thử làm các cái bài test EQ ở trên mạng xã hội. Như em thường thấy là trong các cái bài test đấy thì các cái câu hỏi họ đưa ra thường là cái câu hỏi xử lý tình huống. Tức là một cái tình huống được đưa ra, sau đó các cái câu trả lời và cái người lựa chọn họ sẽ lựa chọn những cái phương án mà phù hợp nhất với lại cái bản thân họ. Làm thế nào bây giờ chúng ta xác định cái cách đánh giá chính xác EQ đây bác sĩ? Bản thân cái từ emotion, cái emotional, cái cảm xúc ấy, nó đã là khó đưa ra được những cái mà gọi nó không thể 1 cộng 1 bằng 2 được, đúng không ạ? Chúng ta vẫn nói là EQ về mặt góc độ nào đó thì nó giống như một câu chuyện lý thuyết và nó có công thức. Còn lại với EQ thì nó cũng mở. Thứ hai nữa là vì EQ cũng là một cái môn khoa học cũng mới cho nên cũng chưa thể nói được rằng là cái nào hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên những cái test, những cái bài test về EQ thì cơ bản nó vẫn dựa trên những nguyên lý cơ bản. Ví dụ như là các câu hỏi có thể khác nhau nhưng nó vẫn dựa trên những cái nhóm nguyên lý. Ví dụ những cái nhóm nguyên lý nó liên quan đến cái quá trình gọi là cách biểu đạt những cái vấn đề nào đó, ví dụ biểu đạt cảm xúc của mình, cái cách mà để mình có thể thuyết phục được người khác, cái cách để mình có thể dẫn dắt người khác, cách để mình có thể thấu hiểu, hay là những cái kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu như thế nào. Về mặt cơ bản, những cái test trong EQ ấy, nó cũng chú trọng nhiều đến những cái kỹ năng sống của các bạn. Và lại lặp phải một vấn đề, đấy là chúng ta đang nói ở Việt Nam, tức là trẻ em dường như là giáo dục về mặt kiến thức rất nhiều, còn chia các cái cấp độ khác nhau. Ví dụ như là chỉ số EQ mà từ 84 trở xuống chẳng hạn thì được coi là thấp. Thấp là những người cực kỳ là gọi là khô khan, không biết biểu đạt, không biết diễn đạt như thế nào, rồi không có cái cảm xúc rất là khô cứng. Thế trung bình thì đa phần chúng ta có khoảng 70% dân số thì sẽ nằm trong cái nhóm chỉ số là từ khoảng từ 85 cho đến 115. Thế còn cái nhóm dưới 84 cũng không thấp đâu nhá, nhóm đây cũng khoảng độ 10 mấy phần trăm đấy, 15-16%. Thế còn lại thì một cái nhóm nữa là từ 116 cho đến 130 thì được coi là những cái chỉ số EQ tương đối là tốt, cao. Và những người mà có chỉ số EQ vượt trội thì là từ 131. Các cái điểm số này thì nó cũng tương ứng với lại EQ. Cũng như vậy thôi, những người EQ rất là cao, xuất sắc, lỗi lạc ở đâu đó 1-2% dân số thì nó nằm ở cái nhóm là trên 131. Tuy nhiên là như Linh vừa nói là hoàn toàn đúng, các bài test nó khác nhau. Nhưng nguyên lý nếu mà những nhà chuyên môn nhìn vào trong các bài test đấy thì nó đều gồm các cái cụm tương tự như nhau, chỉ có cái cách diễn đạt thôi. Không biết là trong gia đình của mình đó Linh, là có ba hay mẹ hoặc là anh chị em gì mà cũng là những người sống cởi mở, hướng ngoại và có thích tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng giống như Linh không? Trong gia đình thì chắc là mẹ em là người khá là hướng ngoại. Có nghĩa là cũng thích tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng như Linh. Cũng là một người sống cảm xúc. Đúng không ạ? Sở dĩ mà Cường hỏi cái câu này á là bởi vì á là trước đây á tôi mà đi gặp các ông bố bà mẹ thì đều sẽ thường nói là nếu như mà bố thông minh là con thông minh, có nghĩa là EQ của người bố cao là người con sẽ thông minh đó. Mà ngày hôm nay tôi đã đặt cái câu hỏi này với Linh là tôi rất muốn hỏi bác sĩ là liệu là EQ nó có giống như EQ sẽ mang tính di truyền hay không? Trước hết thì ở đây lại nói về mặt khoa học nhé, thì cả EQ và EQ đều có những cái yếu tố liên quan đến gen. Có gen, có di truyền. Nó có di truyền, đấy là việc đầu tiên. Tuy nhiên bên cạnh đó thì EQ dường như nó bị ảnh hưởng nhiều bởi di truyền nhiều hơn. Cái EQ thì lại là cái mà có thể thay đổi được và có thể là bồi đắp được rất là nhiều. Trong cái chỉ số về EQ thì di truyền nó là một phần thôi. Còn lại cái phần về môi trường sống, cái mà chúng ta được giao tiếp như là Cường vừa nói với Linh ấy, ví dụ thế, trong nhà mà nếu có mình sống trong một cái bầu không khí mà tràn ngập cảm xúc thì rồi dần dần, hoặc là những cái kỹ năng sống được rèn luyện, người ta thấy rằng tất cả những cái kỹ năng nhỏ nhỏ được rèn luyện thông qua các hành vi hàng ngày. Linh ơi, bây giờ phải hỏi Linh là từ khi mà mình biết mình là một người có cái chỉ số cảm xúc EQ rồi, đúng không? Là mình sống có cảm xúc rồi, với rất là nhiều những cái cung bậc khác, nó đã hỗ trợ vì cho cái công việc của mình, cho cuộc sống hàng ngày của mình. Em nghĩ là cái chỉ số cảm xúc EQ nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong công việc. Khi mà mình biết cách mình cải thiện cái chỉ số EQ của bản thân thì nó sẽ hỗ trợ mình nắm bắt được các cái tình huống tốt hơn, đưa ra các cái sự lựa chọn thích hợp hơn, và có thể rằng là mình sẽ trải qua được cái giai đoạn stress một cách dễ dàng hơn nữa. Và với bây giờ thì cuộc sống nó có rất là nhiều thay đổi mỗi ngày, hay là những cái áp lực, thì mình nghĩ là cái chỉ số EQ nó sẽ rất là có ích trong cuộc sống. Trong cuộc sống thì chúng ta thấy là đôi khi thì chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều thứ, mà nếu như mà đối với những cái trường hợp mà chúng ta đang gặp phải đó, thì nếu như một cái trường hợp cụ thể nào đó chúng ta đặt cảm xúc quá nhiều, hay là chúng ta xử lý lý trí ít hơn cảm xúc,
thì đôi khi nó lại không được, đúng không ạ? Điều này thì nó cũng rất là quan trọng và quyết định là cái chỉ số cảm xúc EQ tồn tại trong con người có nên nhiều hay ít, đúng không bác sĩ? Bác sĩ nghĩ sao về câu chuyện này? Đúng như vậy. Thật ra là mình phải hiểu bản chất của nó. EQ là một chỉ số về mặt trí tuệ. Đã có trí tuệ thì có nghĩa rằng là phải có sự phân tích, phải có sự nhìn nhận, phải có sự lựa chọn. Cái trí tuệ của cảm xúc đấy thực ra nó có rất là nhiều các yếu tố khác nhau, trong đó người ta gom nó thành ra 5 cái nhóm yếu tố. Nhóm yếu tố về tự nhận thức về bản thân như thế nào, nhóm yếu tố về tự kiểm soát cảm xúc bản thân như thế nào là một cái rất là quan trọng. Nó sẽ khác với câu chuyện là mình cứ để cho cảm xúc nó trôi đi, đúng không ạ? Rồi những nhóm yếu tố liên quan đến câu chuyện về cái khả năng tác động của mình đến mọi người xung quanh, khả năng thúc đẩy đến mọi người xung quanh, hay là như vừa rồi Linh nói một cái từ mà mình rất là thích ấy, đấy là cái khả năng mà mình có thể chống chọi hay là khả năng mình có thể đứng vững. Thế thì cái EQ nó rất là khác. Nó khác với một người, đừng hiểu nhầm, là một người có chỉ số EQ cao là một người vô cùng nhân ái, vô cùng thương cảm, sống quá cảm xúc. Không phải đâu nhé. Không cẩn thận là mù quáng. Giống như trong tình yêu ấy, đúng không ạ? Một người yêu một cách thông minh nó khác so với lại yêu một cách nó mù quáng. Thế thì ở đây một lần nữa chúng ta lại chạm vào cái lõi của vấn đề về cái EQ. Vậy thì cái cách thức với những cái nhóm đó thì cái cách thức để chúng ta có thể cải thiện chỉ số EQ như thế nào thì người ta thấy rằng là có nhiều phương pháp, nhưng trong đó người ta kể đến cái đầu tiên là luôn luôn trong mình, vì mình có tri thức mà, đúng không ạ, mình có trí tuệ mà về cái sự cảm xúc, cho nên luôn luôn hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Đấy là nguyên tắc đầu tiên trong cái việc cải thiện EQ. Thế rồi thứ hai nữa trong cái chỉ số về EQ để cải thiện ấy, đó là chúng ta phải nhận biết được gốc rễ của cảm xúc của mình. Cái điều này khó nhá. Nhận biết cảm xúc của mình thì dễ. Ví dụ như là giả sử như Cường chẳng hạn, bây giờ Cường khen Linh một câu là ôi Linh xinh nhỉ. Đấy ạ, Linh rất là vui. Vậy thì cái việc Linh nhận thức cái vui đấy thì nó dễ. Ôi tôi vui quá. Nhưng cái quan trọng trong EQ đó là bạn phải nhận thức được tại sao mình vui. Cái gốc rễ của mình. Tại sao mình vui? Nếu như mình vui vì bạn khen và mình làm một việc gì đấy tốt, tức là cái cách thức của mình thì nó khác. Nhưng nếu như bạn khen mình mà sau đó mình vui thì không cẩn thận, ở đây mình bắt đầu mất tỉnh táo, bắt đầu mất thông minh nhé, mất trí thông minh nhé. Mình lại hơi tham. Mình hơi tham, mình luôn luôn mong muốn chờ đợi những người khác khen mình. Cái đấy là một cái rất nguy hiểm. Một cái cách thứ ba nữa cải thiện chỉ số EQ rất là tốt, đó là hãy tập viết nhật ký cảm xúc. Hãy nhớ lại từ sáng cho tới tối những cái cảm xúc của mình trải qua là gì. Mình vui hay mình buồn. Ví dụ thế, thế rồi là có thể nếu mà bận rộn, kể cả như mình chẳng hạn, bao nhiêu năm rồi, hàng năm, bao giờ mình để ngày cuối năm để mình viết lại nhật ký của cảm xúc của mình trong năm vừa qua, những cái trải nghiệm gì. Và có một cái phương pháp nữa liên quan khá là nhiều, đấy là vấn đề về thiền. Người ta thấy rằng là ở những cái cộng đồng, mà ở những cái tập thể mà được hiểu và được luyện tập về thiền thì người ta cải thiện được rất là tốt các chỉ số về EQ. Cái điều này có thể lấy ví dụ chẳng hạn như là Harvard của Mỹ chẳng hạn, hoặc là một loạt các cái nhà nghiên cứu của Mỹ, họ đã làm tại các nhóm các bệnh viện ở đây trong lĩnh vực của mình. Ở những bệnh viện mà các cán bộ ở y tế được học về thiền và được thiền thường xuyên thì chỉ số phục vụ của họ tăng lên hẳn, chỉ số về mặt gọi là cân bằng của họ tăng lên hẳn, hiệu quả của họ tăng lên hẳn. Thế thì có rất là nhiều cách khác nhau, nhưng mà ít nhất là những cái cách thức đó để giúp chúng ta có thể cải thiện được một cách rất là tích cực các cái chỉ số EQ. Đó là những cái cách thức mà bác sĩ đưa ra cho chúng ta để có thể là phát triển được cái chỉ số EQ. Không biết là Diệu Linh, bạn đã bao giờ thử áp dụng những cái cách như bác sĩ chia sẻ chưa? Hoặc là mình có một cái cách riêng cho bản thân mình? Bởi vì tôi nghĩ là sống có cảm xúc và biết kiềm chế cảm xúc và kiểm soát cảm xúc, đó là một cái, tôi nghĩ là một cái bản năng của mỗi người chúng ta tự rèn luyện hàng ngày. Thật ra thì em cũng có một số các cái phương pháp mà em nghĩ là đây là một cái cách để em kiểm phát triển cái EQ của bản thân. Thì thực ra thì khi mà mình quá nóng giận hay là mình rơi vào một cái tình huống mà mình không kiểm soát được cảm xúc của mình ấy, thì thường em sẽ không nói và sẽ đứng yên khoảng tầm 1-2 phút gì đấy để cho mình bình tĩnh lại một chút. Sau đó là có thể là trong khoảng thời gian đấy nó không dài đâu, nhưng mà bên trong cái suy nghĩ của mình đã đi rất nhiều vòng rồi. Mình đã phải suy nghĩ là xem mình có nên tức giận hay không, mình có nên bùng phát hay không. Nhưng mà sau khi mình bùng phát xong thì đồng nghĩa với việc là cái hình ảnh của mình sẽ xấu đi trong mắt mọi người. Nhưng mà khi mà mình sẽ kiểm soát được cái cảm xúc đấy thì nó sẽ khác đi. Hoặc là
Khi mà em hay có cái kiểu mà em đi làm về một ngày mệt mỏi ấy, em hay tự khen bản thân. sự khích lệ. Vâng, em kiểu hôm nay mình làm tốt lắm rồi, nên linh tuyệt vời lắm rồi, kiểu vậy. Tức là mình chỉ tự khen bản thân mình thôi, và nếu như mà hôm đấy không may có làm cái gì đó không đúng, hay là cãi nhau với một ai đấy chẳng hạn, tranh luận với một ai đấy, thì thật ra thì ngay sau khi mình làm cái việc đấy, mình đã tự cho bản thân mình đã tự cảm thấy ôi tại sao mình lại làm như thế, mình cứ tự hỏi như vậy. Ngồi về nhà mình lại nghĩ là thôi không sao đâu, ngày mai mình sẽ tìm cách để nói chuyện lại với bạn ý để thoải mái hơn, rồi hai mọi người nên hòa hoãn với nhau một chút ấy. Kiểu nói chung là mình nghĩ là có rất nhiều cách, có rất nhiều phương pháp để cải thiện và để phát triển cái EQ của mỗi người. Và đương nhiên là cái cách của bác sĩ rất là hiệu quả. Em nghĩ rằng là em sẽ em sẽ học tập. Thực ra là những cái của Linh cũng là nằm trong các phương pháp mình. Ví dụ như là cái như Linh nói là dừng lại ấy, thì nó là một cái là khoảng lặng thần thánh. Tức là khi mình trước khi mình làm gì mình dừng lại. Đấy là một người ta gọi là khoảng lặng thần thánh luôn đấy nha. Nếu như để nói cho các khán giả ngày hôm nay, làm thế nào để chúng ta phát triển được cái EQ của bản thân đây, để có thể là ứng dụng vào cuộc sống cách tốt nhất và lan tỏa đến những điều tích cực cho mọi người, thì Linh sẽ nói điều gì? Linh sẽ gửi đến các quý vị khán giả là phải sống tích cực hơn. Tức là đương nhiên là cái điều tiêu cực và điều tích cực trong cuộc sống nó luôn song hành với nhau. Nhưng mà khi mình luôn nghĩ về mặt tích cực, tức là cốc nước, nửa cốc nước luôn đầy thì mọi thứ sẽ tốt lên, và mình nghĩ rằng là sẽ suy nghĩ nhiều về vấn đề tích cực thì chỉ số EQ sẽ dần cải thiện hơn. Kiếm được cái sự suy nghĩ tích cực này cũng khó đó bác sĩ. Vậy thì có cái cách nào để mà mình tự rèn luyện, mình phát triển bản thân mình không, để mình tự rèn cái EQ của mình? Tôi nói là cái sự tự rèn EQ của mình đó, nó sẽ diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, chứ đừng để khi mà mình chiêm nghiệm lại thì tôi thấy nó hơi trễ. Đúng rồi đấy. Thực ra thì để gọi là từng giây từng phút một, vì chúng ta nói lý thuyết như vậy thôi, nhưng mà cái chỉ số EQ cũng như là khi mà chúng ta đã nói từ đầu đến giờ về cái tầm quan trọng của nó, đúng không ạ? Về cái tác dụng lợi ích của nó mang lại thì mọi người đều nhìn thấy rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể từng ngày từng giờ, thậm chí từng giây từng phút, thực ra cũng không có gì nhiều đâu. Nhưng mà mình nhớ lại trước đây rất là nhiều năm, khi mà làm chương trình sống thử với các bạn trẻ, thanh niên, thì mình nhớ mãi lúc bây giờ có một bạn hỏi mình, và sau đó thì mình có nghĩ một cái câu trả lời. Mình có nói rằng thì là trong cuộc đời chỉ có hai điều không bao giờ thử được. Một là chết thử, không ai chết thử được, đúng không ạ? Và hai là sống thử. Bởi vì từng giây phút chúng ta đang sống nên là chúng ta đang sống thật. Làm gì có cái nào là sống thử. Thế thì ở đây cái lời khuyên với mọi người, cái cách thức để có, đấy là từng giây phút chúng ta sống thật. Và khi chúng ta biết rằng là EQ nó quan trọng như vậy, khi chúng ta biết rằng quan trọng nhưng chúng ta lại có thể làm chủ nó, chúng ta có thể cải thiện nó, tại sao chúng ta không cải thiện? Thế thì từng giây từng phút một chúng ta đều hãy sống hết lòng, sống với tất cả những cái tình cảm, với tất cả những cái nhiệt huyết của mình. Chỉ có điều tất cả những tình cảm nhiệt huyết đấy luôn luôn chúng ta dùng trí tuệ và chúng ta tư duy, luôn luôn áp dụng những nguyên tắc đặt mình vào người khác, luôn luôn áp dụng những nguyên tắc nhận biết cái gốc rễ cảm xúc bản thân, luôn luôn áp dụng những nguyên tắc để mà có thể biết cách để bộc lộ và nói ra những cái cảm xúc đó, và luôn luôn học cái cách cân bằng thông qua rất nhiều phương pháp khác nhau. Thì đấy là những cái cách mà mọi người có thể từng phút sống thật được. Thưa bác sĩ, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta thấy là cái cuộc trao đổi ngày hôm nay rất là cởi mở, với rất nhiều những cái chỉ số cảm xúc EQ rồi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có những cái câu hỏi của các khán giả gửi về địa chỉ Gmail của chương trình, và hy vọng là qua cái phần giải đáp của bác sĩ thì các khán giả của chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái chủ đề ngày hôm nay một cách tốt nhất ạ. Khán giả có địa chỉ email lien.nga@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Thưa chuyên gia, con em năm nay 3 tuổi, bên cạnh rèn trí thông minh, em nên làm gì để con có thể phát triển EQ một cách tốt nhất ạ? Ngay trong câu hỏi của bạn thì cũng đã hàm chứa cái việc đó là bên cạnh việc rèn luyện trí thông minh, thật ra bạn hãy nhớ rằng hãy cố gắng rèn luyện cho con trí thông minh cả về mặt trí tuệ cũng như thông minh về mặt cảm xúc. Ở đây thông minh về mặt trí tuệ thì có thể bạn cho con học những cái môn, những cái bài tập liên quan đến tư duy, logic, ví dụ như học toán hay là các cái môn khoa học tự nhiên chẳng hạn, hoặc là học những cái vấn đề về kiến thức. Nhưng bên cạnh đó, cái việc rèn luyện trí thông minh hay là cái trí tuệ về mặt cảm xúc cũng cần rất là quan trọng. Hãy dạy cho trẻ biết cái cách để có thể chia sẻ và hiểu thấu những cái suy nghĩ của chính bản thân, những cái thành viên khác trong gia đình. Dạy cho trẻ biết cách
Ví dụ chẳng hạn đơn giản đấy là biết cách chia sẻ hoặc là biết cách thấu hiểu cảm thông và biết cách chăm sóc một con vật chẳng hạn, một con vật nuôi trong nhà, rồi dạy trẻ để cho trẻ có thể thậm chí là có thể tương tác cả với những cái đồ vật ở trong nhà. Hay là bọn mình nói đặc biệt là ở châu Âu rất là nhiều gia đình họ rèn luyện cho trẻ cái cách đó là trẻ tương tác với các cái cây và những sinh vật sống xung quanh. Trẻ hiểu rằng cái cây cũng là một cái sinh vật sống, ngắt một cái lá thì cái cây nó đau như thế nào, cái nhựa nó chảy ra cái máu như thế nào. Thế thì tất cả những cái cách thức đó, rồi khi mà trẻ giận dỗi chẳng hạn, đặc biệt là bọn trẻ 3 tuổi nó hay có những cái câu chuyện là khi nó giận dỗi nó vứt đồ hay là như thế nào đó, thì lúc bấy giờ hãy dạy cho trẻ cái cách là bình tĩnh lại để mà nhìn nhận lại tại sao con lại cáu giận như vậy, nguồn gốc của sự cáu giận là do đâu. Giống như trong chương trình ban nãy chúng ta có nói về những cái cách để có thể cải thiện EQ, thì rất là mong là bạn hãy xem chương trình cẩn thận, có thể xem lại chương trình, và sau đó trong cái cách đấy là nhận biết cái gốc rễ của cái cảm xúc, thì bạn cũng sẽ tìm ra cái cách để có thể dạy trẻ là à tại sao con vứt cái đồ như thế này, con cảm thấy như thế nào, và dạy trẻ biết cái cách diễn đạt ra cái cảm xúc của bé lúc bấy giờ. Ví dụ nó bảo là con ghét chẳng hạn, thì hãy cố gắng để gặng hỏi là như tại sao con biết là con ghét, cái cảm xúc ghét của con như thế nào, vân vân. Thế rồi cũng có thể ứng dụng những cái như là cái hộp về cảm xúc, rồi là cái cách thức, ví dụ thậm chí có những ông bố bà mẹ đôi khi thôi chỉ là ghi âm lại những cái lời chia sẻ, hoặc là buổi tối trẻ đã để ra dành ra 5-10 phút để chúng ta cùng điểm lại những cái cảm xúc trong ngày, vân vân. Rất là nhiều cách khác nhau, và một điều quan trọng nhất như ban nãy chúng ta thấy, ngay kể cả khách mời trong chương trình cũng có nói, đó là nếu như bản thân những người lớn sống có chỉ số EQ cao cũng sẽ ảnh hưởng đến trẻ. Cho nên chính bản thân chúng ta, nếu mong muốn con có chỉ số EQ cao thì chúng ta cũng phải rèn luyện, và chúng ta phải tự tăng trưởng các chỉ số EQ của chính cha mẹ, bởi vì cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng rất quan trọng đến con cái. Khán giả có địa chỉ Facebook Thái Phong hỏi: sắp tới em sẽ tốt nghiệp và đi làm, em nhận thấy bản thân có chỉ số EQ thấp, khó hòa đồng cùng bạn bè đồng nghiệp. Vậy thưa chuyên gia, em có nên đi học các khóa học nâng cao EQ không ạ? Điều đầu tiên xin chúc mừng bạn là bởi vì bạn đã tự bạn nhận ra được rằng chỉ số EQ của mình thấp. Đấy đã là một điều kiện cần rất là tốt. Nhận biết bản thân là một điều quan trọng, là cái bước đầu tiên. Bên cạnh cái việc nhận biết bản thân đó thì bạn hãy khai thác cái phần này, thì có thể bạn tự bạn thôi. Khi nhận biết bản thân, bạn có thể tự phân tích là tại sao mình lại nhận định là chỉ số EQ thấp. Khi mình làm các cái bài test, mình hãy nghĩ lại từng cái câu hỏi trong đó, đúng không ạ? Nó hàm ý gì, và nếu trong trường hợp mình chọn cái phương án này hoặc cái câu trả lời của mình như thế này, nhưng liệu mình có thể làm được điều gì tốt hơn không, hoặc là làm có những phương án khác không, và cái phương án khác hoặc cách hành xử khác của mình đấy nó có tác động tốt đến mọi người hay không, tác động tốt đến mình thế nào. Việc đầu tiên trong cái quá trình cải thiện EQ đấy là bạn sẽ phải tự bạn tìm ra được những cái cách thức, những cái phương pháp. Bên cạnh đó, cái việc tham gia học thì tôi nghĩ rằng cũng hoàn toàn tốt thôi, nhưng mà cũng sẽ phải biết điều tiết, bởi vì một trong những điều mà chúng ta thông minh cả cái việc sử dụng khoảng thời gian của chúng ta, kể cả tiền bạc của chúng ta như thế nào, biết cách lựa chọn những cái cách thức học ra sao cho nó hiệu quả mà không tốn quá nhiều thời gian, không tốn quá nhiều tiền bạc. Và một cái điều thứ ba mà có thể khuyên bạn đó là thực ra chỉ số EQ hoàn toàn có thể rèn luyện được thông qua những cái hành vi cuộc sống thông thường. Hãy mở lòng mình ra, nếu bạn đã biết rằng thì là bạn có những cái hạn chế trong giao tiếp, thậm chí đôi khi hỏi những người bạn thân nhất của mình, hỏi gia đình mình là cái cách ứng xử này của con có thể thay đổi là như thế nào, mọi người mong đợi như thế nào. Thế thì khi mình cởi mở, mình nói ra, mình mong muốn mọi người có thể cởi mở nói về những cái cách hành xử của mình, thì đấy chính là một cách bạn đã hoàn toàn bạn có thể tự bạn cải thiện được cái chỉ số EQ hàng ngày của bạn rồi. Vâng, hy vọng là thông qua 30 phút vừa rồi cùng trao đổi và có một cái cuộc trò chuyện vô cùng cởi mở về trí tuệ cảm xúc EQ, thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay các khán giả của chúng ta đã có thêm được những cái kinh nghiệm để mình có thể là trau dồi và tự nâng cao cái trí tuệ cảm xúc của mình, và từ đó là sẽ làm cho cuộc sống của mình ngày càng trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang và chị Nguyễn Diệu Linh đã đến đây và đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.